Vậy thì bây giờ anh muốn làm gì với cái clip này? Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có ngày phải đối đầu với nhau như vậy. Tôi đã từng yêu em và đã quay trở về đây và nhất định lấy em. Nhưng em thì sao? Em biết thằng Đăng là con ruột của tôi. Em vẫn cố tình gài bẫy để tôi phải giết con ruột của mình. Em quá là ác độc mà. Còn anh thì sao? Anh là người đã giết chú Tư, là người thân nhất của tôi. Anh đã biến mất hơn 20 năm qua. Tại sao không biến luôn đi? Anh trở lại đây làm cái gì hả? Nếu như anh dám tố cáo tôi thì anh cũng không còn đường mà thoát thân. Nói cho em biết, dù sao tôi cũng là tội phạm. Tôi trốn ở đâu không quan trọng, nhưng mà còn vợ chồng hai người thì khác. Hai người không thể nào sống như tôi được. Tôi cá luôn là nó sẽ không bao giờ dám đối đầu với tôi. Vậy rốt cuộc bây giờ tôi phải làm sao mới vừa bụng hả? Muốn làm sao à? Tôi nói cho cô biết, cái chết của thằng con trai tôi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Tôi phải bắt gia đình cô phải chịu tất cả mọi hậu quả, từ thằng chồng cho tới con gái ruột của cô phải chung số phận. Anh sao? Còn cô nữa, chưa xong đâu. Tôi sẽ khủng bố tinh thần của cô. Chờ đi. Từ từ. Tôi sẽ không để cô chờ lâu đâu. Anh Hòa, ta vươn cao đôi tay ta thét vang hey ho.